mười mấy triệu để du khách gì đó. Thì đó cũng là một điều hết sức đáng mừng. Tuy nhiên là đến năm 2020 thì lượng du khách giảm cách đột ngột kinh khủng. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào trung tâm giải trí đầu não của Đồ Sơn. Các bạn nhìn thấy những thanh niên đang đứng ra vẫy xe. Thực sự quá ế ẩm các bạn. Đây là khu trung tâm đầu não Pattaya của Việt Nam, Đồ Sơn. Khu này là khu trung tâm các bạn ạ. Con đường dẫn vào đây rất nhỏ. Chắc chắn là vào những cái dịp mà mùa hè thì ở đây cực kỳ là đông khách. Tuy nhiên hôm nay các bạn thấy đấy, lượng khách vào đây rất là ít. Thì họ vẫy rất là đông, nhưng mà khi đi ra không quay vẫy. Các bạn thấy chưa, hôm nay tôi đã đưa các bạn đi tận một sở thị trung tâm giải trí của Pattaya Việt Nam. Thật sự tôi toát mồ hôi hột. Rất may là không có ai chặn đường. Vợ tôi ngồi trên xe mà không dám thở mạnh, vừa sợ không dám thở mạnh. Đúng là không dám thở mạnh. Thôi ta đi ra thôi, chỉ dám đi đến nửa đường thôi các bạn. Tôi chỉ lo là đang đi là bị họ ra chặn đường mất lại, quá nguy hiểm. Bây giờ vẫn chưa hết run. Trong trường hợp mình bị chặn đường thì sẽ làm thế nào ấy? Nếu trong trường hợp mà chặn đường thì mình bảo là đi nhầm đường vào đây, vào đây tìm nhà nghỉ. Trường hợp nó chặn không cho ra thì nào? Chặn không cho ra thì mình bảo là mình vào tìm nhà nghỉ. Thế là vợ chồng mình nên thuê nhà nghỉ. Ok. Thế là hôm nay vợ tôi đã được tận mục sở thị Pattaya của Việt Nam như thế nào. Thật sự là anh run đấy. Trong đời đang nghĩ là sẽ gọi cho ai để cầu cứu. Gọi cho anh chính. Ổn rốt thế. Đúng không?
Hiểu chưa? Em nhìn thấy cái gì không? Hay là sợ là chả nhìn được gì? Đến giờ em vẫn quá kinh đúng không? Anh thấy run đấy. Liều. Liều quá rồi. Quá liều. Thật sự hôm nay làm phóng sự vlog này đúng không? Quá liều rồi. Nó bảo là vào đây làm gì đấy, mình đã thấy kinh kinh rồi.